Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn con rất là nhiều. Tiếng hát của bé Thảo Vi rất là ngọt ngào và sắc, phải không quý vị? Hay không? Thì Linh sắp chương trình có hay không? Trời ơi, thì Linh cực lắm mới được ngày hôm nay, cho thì Linh tràn pháo tay đi. Vừa đạo diễn nè, rồi đi tìm tầm, phải nói tầm ca sĩ để hát nhạc Phật giáo không? Chứ không phải dễ, ở bên này, ở bên Việt Nam thì nó dễ quá, bên này kiếm cái người ca sĩ hát nhạc Phật giáo để mà hát, để mà cho một cái chương trình dày không, thì Linh không muốn xen kẽ vào những cái bài nhạc khác ở đây. Tại vì hồi trước Thùy Linh đã làm một cái đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu tổ chức ra mắt đó. Hòa Thượng Thích Chân Thành ngồi tới cuối buổi luôn. Chính vì vậy đó mà Hòa Thượng lắng nghe những bài nhạc đạo, Hòa Thượng thưởng thức say mê luôn, mà thành thử ra chính vì con nhớ những cái hình ảnh đó đó. Con nói tại sao mình không làm một cái chương trình nhạc Phật giáo không? Tập trung những anh chị em ca sĩ hát nhạc Phật giáo không? Để chi? Để cho quý chư Tôn Đức Tăng Ni ngồi thưởng thức, để cùng giúp cho con phát triển dòng nhạc Phật giáo ở nơi xứ lạ quê người này. Và con cũng muốn đây là cái mô hình sẵn để sau này quý chư Tôn Đức Tăng Ni có chùa, có tu viện, nếu mà có cái chương trình hát những cái nghi thức lễ, gọi Thùy Linh có ngay một cái chương trình đạo ca gói gọn thôi. Hay phải không ạ? Tại vì nếu mà người ta không nghe, người ta nghĩ chương trình nhạc Phật giáo không hay, nó dở. Không phải vậy, chính vì vậy mà ta cứ xen kẽ vào những bài hát khác ở ngoài đời. Nhưng mà con tin chắc một điều là con sẽ làm được, và hôm nay con đã làm được. Con không có sợ là đông người hay là ít người. Cái quan trọng con muốn kéo giữ chân tất cả các chư Tôn Đức Tăng Ni ngồi đây tới cuối buổi với lại Hòa Thượng Thích Thông Hải và Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu để quay cho suốt buổi. Quý vị ơi, tụi con đi đến cúng dường bỏ biết bao nhiêu thời giờ, không có than gian phải không ạ? Mà tụi con đâu có nói gì đâu. Mà quý vị bữa nay ráng ngồi chút xíu nữa đi để mà thưởng thức hết cái chương trình con mấy tháng rồi đó. Dạ, quý vị thấy là chương trình của con, quý vị thấy không có nhiều ca sĩ nhưng mà đầy lắm mà nha. Tân cổ nè, có nhạc con sáng tác nữa, con chưa hát bài này, con chưa hát mà phải không? Nãy hát nhạc của người ta, lát con sáng tác những bài con hát con sáng tác luôn. Rồi có hai đứa song sinh của con nó đang đọc tin tức Phật giáo toàn cầu, hai đứa nó sẽ múa quạt, múa giỏ đó. Nó sẽ múa bài Lôi Phong Phiếm cho quý vị thưởng thức. Có văn, có võ song toàn, có tân, có cổ giao duyên luôn. Một lát tiết mục tân cổ là anh Minh Hùng sẽ hát bài Tầm Ánh Đạo Vàng, văn hóa văn tân cổ của Phật giáo chúng ta. Rồi bây giờ Thùy Linh xin mời quý vị hãy đến với một tiết mục múa của nước Sri Lanka. Con sợ lâu quá rồi cái đi về mất tiêu, còn đây không? Sri Lanka. Right. Yeah. Nước Sri Lanka sẽ đến tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay với một tiết mục múa Hiruni Rana Waka, qua bài hát được mang tên Ravana Sinhala New Year Song. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt đến với dancer của chúng tôi ngày hôm nay. Thank you.
Phật lịch 2563 năm 2019 do Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu tổ chức ở tại sân khấu của Đài KVLA. Và để đáp lại nước bạn, chúng ta cũng có một tiết mục đặc sắc. Bây giờ Thùy Linh xin mời quý vị hãy đến với phần trích Tân Cổ Tầm Ánh Đào Vàng, tác giả Thích Minh Giới, qua tiếng hát của nam nghệ sĩ Minh Hùng. Người truy tầm chân lý, nương ánh sáng nhiệm màu, truyền pháp đạo từ bi, trang kinh vàng tối thượng. Và sau đây xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nam nghệ sĩ Minh Hùng. Xanh khai sang ánh đào vàng, mang niềm an lạc cho nhân loại. Từ bước khởi đầu bài đoá sen, lâm tề ni từ nơi đâu xuất, thiên cung xa vời có ngài hộ minh đáng sanh hồ trần dương thành tỳ la dưới hoa mạn đà. Lòng từ bi ngài luôn bỏ hoàng cung ở tuổi đời xuân trẻ, quyết tìm cho ra chân lý cứu muôn loài. Có ai biết chân trong giữa đêm vắng canh tàn, biến bức rèm cho ngài nhìn con lần cuối, rồi âm thầm giả biệt công chúa gia du, quay mặt hướng về đức tình phạn vua cha, lòng xe thắt mong phụ hoàng thứ lỗi, tất đạt đa ra đi quyết tìm đường chân lý để giúp cho đời liễu sanh thoát tử. Con đừng trách cha vô tình, gia du xin nàng hiểu vì tình chung mà ta phải dứt lìa ân ái. Nàng hãy thay ta mà lo cho con trẻ Hầu La, với đức phụ hoàng mong nàng hiếu tâm chăm sóc. Giờ ta lên đường âm thầm tạm biệt hiền thế, lại gọi người thân hầu kề tên xa nặc, mau mau hãy cùng ta rời khỏi kinh thành. Muôn dặm mấy đường xa con kiền trách cũng băng dừng, đến bờ sông Anoma tất đạt đa phán bảo. Này xa nặc hãy mau quay về thưa lại với phụ vương, cần chờ ngài dùng gươm biến cắt tóc xanh là để đoạn tận bao ưu
bao phiền nơi dương thế. Mơ tóc xanh ơi hãy mang về dâng lên thân phụ, để thay lời từ ta với vua cha. Bao năm vất vả thân vàng, rừng sâu núi thầm dặm ngàn xa chi, mang theo hai chữ từ bi, quyết tìm chân lý đoạn ly nghiệp trần. Trên đường tâm đạo chân đã trải qua lắm điều gian truân, ngày đêm gió sương đâu màng, quyết chi tu con đường chánh pháp, để lại đời hôm nay chân lý cao siêu pháp nhiệm màu như là. Rừng núi thẳm sâu tất đạt đã không quán chi hiểm trở, vì chân lý độ sanh nên ngài tất đạt đã tìm đến nơi các đạo sĩ đã tu hành. Lượt hỏi qua cách tu luyện đạo lành, thấy chưa thỏa lòng vì vẫn còn trong vòng luân hồi sanh tử, nên ngài âm thầm lặng lẽ ra đi, chào rừng già thực hiện pháp hành thân. Sau năm khổ hạnh chỉ đỡ lòng qua ngài bằng hát về, đến lúc già bị sâm khổ thân gầy gò tiều tuy chất bừng sáng ra, khi nghe trời Đế Thích Khải cung đàn, hỡi người tăng sĩ áo vàng chơ cao cùng quá mà đàn đứt dây, nếu trùng thì cũng không hay, kêu tu trung đạo hỡi này sống bạc in bóng người tăng sĩ, khổ hạnh lâm lưu gian đến chân tu, chân kiết già tịch mặt dưới trăng thu, 49 ngày đêm đạo vàng sáng tỏ, biển trầm khổ ngài chỉ đường tu bát nhã, dòng sông mê ngài dưới pháp từ bi, để loại trừ tâm độc tham sân si, tu tâm nghiệp mới chứng tâm vô lâu học nơi mình. Ơn Đức Phật lớn lao chẳng nghĩ lương, cũng vì bác ái với tình thương, để lại cho đời nguồn diệu pháp, đạo vàng muôn thuở khắp nhân gian. Oh, hay quá phải không quý vị? Thùy Linh rất là thích giọng cổ rồi đó. Thùy Linh hát giọng cổ cũng hay lắm luôn á, dài 100 chữ luôn á, mới đứt hơi. À,
Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều đã đem đến cho cái sân khấu này thêm một phần màu sắc. Thưa quý vị biết anh Minh Hùng phải chạy tuốt lên ở bên Ấn Độ để mà mua được cái bộ đồ này để mà mặc ngày hôm nay để diễn một cái bài này. Quý vị cho một tràng vỗ tay nữa. Dạ, tinh thần của anh chị em ca sĩ chúng tôi rất là cao, cho nên là quý vị có cần thiết phải về sớm không? Minh Hùng cảm ơn Thùy Linh rất là hay nhiều. Hay vậy sao về đúng không ạ? Hay quá mà, phải ngồi ở lại với Thùy Linh chứ. Ha thầy ha. À, Minh Hùng quý thầy và quý vị Phật tử gần xa và cảm ơn Thùy Linh. Hôm nay Minh Hùng được mặc cái bộ đồ này thì mới nhờ một cô mới vừa may xong lúc 1 giờ chiều hôm nay, cho nên Minh Hùng đem bộ đồ này đến để làm cho chương trình của Thùy Linh và quý thầy đã tổ chức ngày lễ Phật đản hôm nay. Minh Hùng rất là hạnh phúc. Minh Hùng cảm ơn ban tổ chức một lần nữa. Dạ, cảm ơn. Và cảm quý ơn. Quá phải không quý vị? Thấy tinh thần cao dễ sợ không? Thiệt á, con nói thiệt á, anh chị em ca sĩ kiểu này á, cho con tổ chức ngày mai cũng được luôn á, sẵn sân khấu ngày mai tổ chức lần nữa. Bây giờ quý vị hãy trở lại sân khấu với một màn trình diễn của vũ đoàn Thanh Tâm và nhóm múa của cô luôn. Để qua một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trúc Linh, bài hát được mang tên Đêm Tụng Kinh Pháp Hoa. Xin mời quý vị thưởng thức.